Minh Dương Ngốc Thanh Lâm Trà Vinh mến chào cô chú các anh chị và các bạn. Trước màn hình cô chú các anh chị và các bạn là đường Bạch Đằng ha. Này chạy qua 6 thị nè. Đi tới chút xíu nữa thì sẽ có chạy qua 5 thị. Ở công ty bảo vệ anh cát ở đây hả? Thì đây thuộc về đường Bạch Đằng. Bên cặp này là mé sông Long Bình. Hà Tâm đang chạy từ hướng ngoài Dàm chạy vô trong chợ Trà Vinh. Con đường này trước khi làm bực nghè thì có rất là nhiều lần ha, và hiện tại vẫn còn nhiều lần rất là mép nha mọi người. Và nước thì đang lớn lên, đang chảy theo hướng từ ở ngoài Dàm chảy vô cầu Long Bình 1. Hiện tại trên sông cầu Long Bình thì có cầu Long Bình 1, 2 và 3. Đây có con biển nghiệp nữa nè, nghiệp lớn như con gà vậy. Nghe nói có thêm cầu Long Bình 4 ở phía bên huyện Châu Thành gần với cống Tầm Phương á. Thì trong lúc có Tâm live stream ở quán bánh xèo trên đường Vũ Đình Liệu gần khu công nghiệp Long Đức thì có cái em đó nói là thì nước chưa lớn ha, bây giờ nó cũng đang lớn lên rồi.
tìm hiểu á, hỏi cái em trai ở bên đó đó thì em nói đây là người nam. À, bên đó nghe cũng còn tìm kìa mọi người. Hy vọng á là sớm tìm ha, được bé ha. Thì bây giờ người nhà và Tâm nghĩ là nên mình lên đốt nhang á. Đốt nhang với bông trái cây gì đó rồi mình cúng, mình vái ha. Đây ở đây là đây nè, người ta vẫn còn đang ấy nè mọi người. Ta vẫn đang tìm ha. Thì công an đứng đó. Đó là gà tìm vậy đó. Kéo dạy dây xích đó mẹ thấy không? Mẹ thích lấy chút xíu rồi mẹ thấy. À, để bà ngoại trò mà không biết là tìm như thế nào đó, tôi tìm vậy đó mẹ. Cái sợi dây gì bà? Sợi dây là bằng cái sợi dây xích đó, giống như sợi dây xích chó vậy đó. Mà mỗi một đoạn á là người ta sẽ treo cục chì. Cục chì á cũng khá là nặng á, với lại cái móc rồi người ta thảy xuống dưới, người ta rà từ từ vậy đó. À, cái em hồi nãy câu cá còn đó kìa, câu cá mè ha. Câu cá mè ở đẳng đó kìa, 2-3 người, 3-4 người câu. Giờ này á là người ta câu cá mè nhiều dữ lắm luôn. Hồi nãy thấy dính liên tục luôn. Thì cũng hy vọng là đội cứu hộ cũng tìm sớm thấy đi. Đó, người ta tìm rồi, chiếc xuồng á thì vô nước hay gì đó thấy thác nước ra liên tục luôn kìa. Tâm chạy qua mấy bển chút xíu cho thấy gần hơn chút ha. Rồi tạm dừng video để đi công chuyện. À, cái này là chiều khán giả hết lòng ha. À, kêu quay thì Hà Tâm quay chứ cũng đang bận công việc. À, cũng quay để thông tin cho mọi người biết. Trà Vinh mình thì cũng có đội cứu hộ, như ai mà có gặp cái gì đó thì điện là người ta cũng nhanh chóng người ta đến. Nhanh chóng đến để mà tìm kiếm. Trời ơi, gà cho mau lên cho rồi vái người nhà ha. Đốt nhang á, hồi bữa hổm con thấy cầu Ba Trường á là đốt nhang rồi vái kiếm bông với trái cây á, cúng vái á thì mau á, ta tìm ở dưới đáy á, ta kéo được ở dưới đáy á, móc cái áo ta dìu lên. Hôm bữa cúng trái cây á, con với anh Tấn á là đi á, buổi tối á ha, là người ta cúng trái cây á. Là con thấy mới vừa để trái cây với bông đốt nhang đó, đó là cái trái cây nó rớt xuống giống như là ai giật lấy vậy đó. Còn một chút xíu nữa là kiếm lên đó. Là Tâm Linh thì ai tin thì tin ha, còn không tin thì thôi. Nói chung thì qua Tâm cũng tin Tâm Linh, nhưng mà đều cái nào đúng thì mình nên tin ha, còn cái nào mà mê tín quá thì mình cũng không nên ấy. Thì ở phía đây là phía ngay chỗ công ty cổ phần thủy sản Cửu Long. Mình chạy chừng 500 mét nữa đến cầu Tiệm Tương. À, ở chính giữa ngay chỗ cầu Tiệm Tương và công ty Trà Bắc đó mọi người.
12 giờ tìm thì bây giờ 4 giờ rồi là 4 tiếng đồng hồ mà chưa thấy ha. 3 giờ rưỡi hả? Vậy 3 tiếng rưỡi. Và nước đang lên á, nước lớn. Giờ không biết đường đâu mà tìm nữa. Thì hỏi cái em đó nói là nam. Thì các bạn trẻ xem thì có chuyện gì thì cũng từ từ giải quyết ha, chứ đừng nói lên nông nổi như thế này ha. Một khi mà ấy thì có hối hận thì cũng không có kịp nha. Cái gì nó cũng có hướng giải quyết của nó, đừng có nhất thời như vậy. Rồi qua Tâm đi. Tâm sẽ về ha. Rồi tạm biệt cô chú bác anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ở nhà.